Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên like, share, nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé. Bán đấu giá váy Mai Phương từng mặc trên sàn diễn để ủng hộ bé Lavi. Nhà thiết kế Đức Vinky quyết định bán đấu giá mẫu váy diễn viên Mai Phương từng trình diễn tại tuần lễ thời trang để gửi vào quỹ trang trải cho cuộc sống của con gái cô. Sự ra đi của Mai Phương khiến khán giả, bạn bè và đồng nghiệp không khỏi tiếc thương. Điều khiến nữ diễn viên trăn trở nhất chính là tương lai của con gái 7 tuổi, tên Lavi. Nhà thiết kế Đức Vinky mới đây quyết định bán đấu giá mẫu váy Mai Phương từng mặc trên sàn diễn Xuân Hè 2019 tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Toàn bộ số tiền sẽ gửi vào quỹ của diễn viên Úc Thanh Vân để phần nào trang trải cuộc sống cho bé Lavi. Theo chia sẻ từ nhà thiết kế, bộ váy được may bằng chất liệu ren. Họa tiết là hoa nổi thiều 3D, tựa như tình cảm của hàng triệu khán giả dành tặng cho Mai Phương. Trên những bông hoa được đính thêm đá pha lê và kết lại thủ công, giá khởi điểm của thiết kế khoảng 5,5 triệu đồng. Thời gian đấu giá 7 ngày và hạn cuối là ngày 8 tháng 4. Nhà thiết kế Đức Vinky cho hay, hiện tại số tiền đấu giá cho bộ váy ở mức 28 triệu đồng từ một du học sinh ở Nhật Bản. Do thời gian còn nhiều ngày nên một số người đợi gần đến thời điểm mới đưa ra mức giá phù hợp nhất. Ban đầu khi tôi mời Mai Phương, cô từng chia sẻ, diễn thời trang khá mới mẻ và không biết có đủ sức khỏe để đảm nhận hay không. Sau đó, tôi mới nói rằng, bản thân muốn khoảnh khắc của Mai Phương xuất hiện trở thành tâm điểm của khán giả. Để giữ sức khỏe cho Mai Phương, ekip đã sắp xếp sẵn phòng khách sạn gần nơi trình diễn để cô có thể về nghỉ ngơi sau buổi tổng duyệt. Trước lúc Phương xuất hiện, tôi gọi cho ban tổ chức của chương trình nhờ lau kỹ sàn diễn, tránh sự cố đáng tiếc. Màn kết chào khán giả, tôi sắp đặt Võ Hoàng Yến dìu Mai Phương bước đi nhằm truyền tải thông điệp về sự nâng đỡ nhau, không chỉ trên sàn diễn mà còn ở ngoài cuộc sống. Khi bạn nhìn thấy ai đó yếu đuối, cần được giúp đỡ, nhà thiết kế chia sẻ thêm. Trước hành động ý nghĩa của nhà thiết kế Đức Vinky, nhiều dân mạng để lại bình luận, cho rằng đây là nghĩa cử cao đẹp và tình cảm đáng quý anh dành cho Mai Phương. Thậm chí, họ cũng đưa ra mức giá cao, với hy vọng sở hữu bộ váy nhằm giúp đỡ cuộc sống cho bé Lavi. Nhà thiết kế từng chia sẻ trước truyền thông, lý do mời Mai Phương trình diễn đến từ thông điệp của bộ sưu tập, tạo động lực giúp con người vượt qua những biến cố trong cuộc đời. Anh hy vọng nữ diễn viên bước qua nghịch cảnh để tự tin hướng về phía trước. Bộ sưu tập gồm những thiết kế dạ hội, được xử lý chất liệu cầu kỳ hoặc đính đá xuyên suốt, kiểu dáng đa dạng. Nữ diễn viên nắm tay Võ Hoàng Yến, bước đi sau khi chào khán giả, tạo nên cái kết đẹp cho màn diễn. Đức Vinky cho biết, tôi nghĩ đây là kỷ niệm đẹp Mai Phương để lại cho mọi người, nhất là bé Lavi. Hãy nhìn vào mẹ mà cố gắng sống tốt và mạnh mẽ mỗi ngày. Nếu sau này, con gái Mai Phương có khó khăn gì cần giúp đỡ, tôi sẽ luôn sẵn sàng. Nhà thiết kế Đức Vinky kể, Mai Phương đến sàn diễn trong tâm thế háo hức, pha lẫn hồi hộp. Trước một ngày show diễn ra, tình trạng sức khỏe của cô không ổn định. Vì thế ekip không giấu khỏi sự lo lắng. Thế nhưng, bằng sự động viên của gia đình và Úc Thanh Vân, Mai Phương sẵn sàng mang câu chuyện nghị lực cá nhân lên sàn diễn. Trước 10 tiếng show diễn ra, tôi thở phào nhẹ nhõm khi Mai Phương tỏ ra sung sức. Tuy nhiên, để đề phòng mọi bất chắc, ekip quyết định thuê khách sạn kế bên nhà thi đấu Nguyễn Du để Mai Phương nghỉ ngơi, trang điểm. Cô ấy chỉ vào hậu trường khoảng 15 phút để thay đồ. Ngay sau show diễn, Mai Phương vào hậu trường và òa khóc. Giọt nước mắt xúc động của nữ diễn viên làm dàn mẫu có mặt không khỏi bùi ngùi. Cô ấy nói với tôi rằng, sợ làm không tốt, có chuyện trên sân khấu. Nhưng mọi thứ diễn ra tốt đẹp, Phương thấy rất vui. Lúc diễn, Phương được khán giả vỗ tay, ủng hộ nhiều, khiến cô ấy thêm tự tin. Mai Phương sinh năm 1985, là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Ngoài ra, cô còn đảm nhận vai cho MC, ca sĩ. Nữ diễn viên từng nhận lời đóng phim, tham gia game show, talk show, đi du lịch khi sức khỏe ổn định hơn. Cô khiến đạo diễn phim Hồ Ngọc Sung và đoàn phim Con Ông Hai Lúa bất ngờ khi tự mình lái xe đi quay mỗi ngày với quãng đường dài hơn 50 km. Diễn viên Mai Phương qua đời tại nhà riêng tối 28 tháng 3, hưởng dương 35 tuổi. Gần 2 năm qua, cô đã lạc quan và mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Trước sự ra đi bất ngờ của Mai Phương, nhà thiết kế Đức Vinky cho biết, anh không cầm được nước mắt. Anh bộc bạch với chúng tôi từng nói với Phương rằng, em cố lên. Em là động lực cho rất nhiều người bị căn bệnh giống em để họ có niềm tin vào cuộc sống. Và quả thật, trong suốt 2 năm qua, Phương đã rất cố gắng để chống chọi với căn bệnh bằng tất cả nghị lực của bản thân. Sự ra đi của Phương khiến tôi rất đau lòng. Buồn nhất là con gái của Phương không còn mẹ nữa. Nhưng chắc chắn rằng sau này cháu lớn lên, cháu sẽ hiểu rằng mẹ đã làm hết tất cả những gì có thể và tận dụng mọi thời gian để ở bên cạnh cháu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên like,
share và nhấn đăng ký để ủng hộ cho kênh tin tức. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh.